các bạn gấp đôi lại. Sao cho nó cân. Xóa nó nhé, chỗ này nhé. Lấy dấu. Tiếp theo các bạn lấy dấu phân nữa. Có 2 điểm. Là quận 9. Cần một quận 9. Quận 9 này sẽ sâu qua cái lỗ này nhá. Đấy, không thấy đâu. Đấy. Thế là thôi. Và khi mà có gió lên ấy thì là tiền đúng không? Rất đơn giản đấy ạ. Cực kỳ đơn giản đúng không? Cách làm diều giấy cực kỳ đơn giản. Dễ dàng chưa từng thấy.